Chào mọi người, mình đang ở trên chùa Linh Nguy Pháp Ấn. Đây là đường đi lên này mọi người. Từ phía dưới là đi sẽ đi lên. Còn phía bên tay trái này mọi người, chỗ này là sẽ giữ xe trước khi lên trên chùa. Để mình quay lại camera để cho mọi người thấy. Các em nhỏ đang thả diều. Chị này sắp thả con diều lên. Trời, hôm nay mai cũng đẹp lắm mọi người. Diều bay lên rồi. Sẽ xem thể diều một xíu, mình chạy vào phía bên trong. Rồi. Ok, mình đi vào bên trong. Thì đi thẳng vào thì sẽ có một cái bảng để mình biết mình dừng lại gửi xe. Thì ở dưới thì vẫn có người để mà chở mình lên xe ôm, như mình nghe là 30.000 một người. Thì mình nghĩ là mình có thể chạy lên được mọi người. Thì mình không cần phải chạy lên. Đây là một số nồ quy của chùa. Nghĩa là mùa dịch Covid nên là chùa cũng có cảnh báo. Mình đi phía bên tay cái này thì sẽ lên chánh điện, còn đi thẳng là thẳng thì sẽ thẳng lên phía chỗ cổng trời. Thì bây giờ mình sẽ đi lên trước chỗ chánh điện trước. Mọi người thấy cây, mình nghĩ cây này là cây lộ ô á mọi người, do cái thân nó to lắm. Mọi người có nghe tiếng chuông gió không? Khung cảnh quá tuyệt vời. Thì lúc mà cái đoạn đường đi lên thì có một đoạn dốc rất là cao, là mọi người nếu mà đi thì cần chú ý để đảm bảo an toàn. Cái này chắc là cây trà, mình nghĩ vậy. Mọi người thấy cái chuông gió không? Cái này là cây lộ ô chứ không phải là cây chi đâu, do cây này nó mọc thẳng đứng lên luôn mọi người. Đây là chuông. Phía trước này là nhà chánh điện này mọi người. Phía bên này lúc nãy mình đi qua là khu nội viện của các thầy tu tập của mình. Sẽ đi được một đoạn một xíu nữa thì sẽ có một cái vách ngăn để dừng lại, không thể vô nữa. Khung cảnh rất là tuyệt. Mình đi lúc nãy giờ hơi mệt. Xin dừng lại là mình sẽ không đi vô nữa, mình sẽ đi ra để đi vào phía trong chỗ chánh điện. Nó có hơi gió một xí, mọi người thông cảm nha, do mình không có đeo micro. Cách xe núi rừng là cách xe thành phố luôn mọi người. Xe kia này mọi người,
đi đi vào phía bên trong. Không biết là mọi người có thấy đàn bướm bay không nhỉ? Trong này thì không thấy. Ở phía bên ngoài mình thấy rất là rõ luôn. Đàn bướm rất là lớn luôn. Tiếng chuông lòng nhị buông. Bên trong này là chánh điện nha mọi người, có Đức Phật. Mình sẽ đi vào. Thời trước khi vào thì mọi người nhớ bỏ dép ra nha mọi người. Bên này là chuông. Trời, con ngủ bên này tối nó lạnh quá, con chỉ muốn chi ngủ cho nó ấm rồi. Con ngủ bên này nó lạnh quá ta. Mình chịu lên một xíu, mình quay ra ngoài nha mọi người. Thì cho lúc nãy là mình đã có chạy vô mình đảm lễ Phật rồi, nên là bây giờ mình không có vô trong đó mình nhận lễ nữa. Đây là cây cõi. Phía bên ngoài này là có một tượng Phật Di Lặc. Mọi người có thấy hay không? Phật Di Lặc lúc nào cũng cười. Mình kéo để sáng xuống một chiếc. Còn chỗ này thì mình thấy là đường lối chân Phật tạo lên nghi sắc ấm. Chỗ này gần chút rất là tuyệt vời luôn mọi người. Thì mình sẽ đọc xong cái đường lối này. A few moments later. Cái này là do thầy Thích Minh Thành, thầy ghi ở rừng thiền quy ngày 24 tháng 1 năm 2021, ngày 12 tháng 12 năm Canh Tý đó mọi người. Phía bên trong này mọi người, phía đi vô trong này là sẽ là nhà vệ sinh, thì mình sẽ bỏ qua mình đi qua phía bên này. Phía bên này thì có những viên đá to tròn được xếp thành hình chữ thập. Thì mình đã từng đi qua chỗ này. Chỗ này cũng là chỗ các sư tu như đó đó mọi người. Ngồi thiền. Đức Phật đang ngồi ở phía trên kia. Các bình. Thì có các chú đang ngồi cũng kìa. Cái mic nè mọi người. Thì phía bên này là sẽ là giảng đường nè mọi người. Thì mình sẽ đi lên. Có các Phật tử. Đó mọi người, mình chia tay mất. Bên này là giảng đường. Đó Phật đang ngồi nhìn ra núi nhiều lúc nãy kìa mọi người. Phía bên này mình nghĩ chắc là nhà ăn. Phía trong này chắc là giảng đường, nơi thiền tập, chắc là nơi ngồi thiền. Có một vị sư đang ngồi ở trên đó. Nơi thiền tập không phải khu vui chơi. Thì mình sẽ đi vô mình tâm lễ sư đó, mình sẽ đi ra để mình đi lên phía trên tiếp. Mọi người có thấy cánh diều lúc nãy không? Nó bay lắm mọi người. Thì trong này có hai bạn nữ đang giấc thì ké. Giấc lá thôi. Hai bạn nữ. Trên kia là sư thầy. Trong đó là có
Đức Phật, trước ngồi cũng là một Đức Phật. Thì mình đang chờ sư như điện thoại trong tình trẻ, cô xin sư cho mình ở lại một đêm. Do sư đang nghe điện thoại nên là mình sẽ đi lên phía cổng trời trước, rồi sau đó mình sẽ xuống phía sau. Thì mình thấy một lời dạy của Đức Phật: quá khứ đã đi qua, tương lai thì chưa đến, thì quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại. Thì chỗ này có nghĩa là mình nghĩ, theo mình nghĩ thì chắc là Đức Phật khuyên mình là cái gì ở trong quá khứ thì mình sẽ bỏ qua và mình hãy sống trong hiện tại, biết trân trọng những giờ phút hiện tại của mình và quý trọng sự sống của mình, cũng như là mình biết hạnh phúc với những gì mình đang có, ví dụ như là gia đình hoặc là bạn bè. Đó là những gì mình nghĩ trong câu lời giảng của Đức Phật. Thì mình đang đi lên hướng của cổng trời. Khi mà đi lên thì sẽ có một số câu pháp chỉ dẫn cho chúng ta đường lên Linh Quy Pháp Ấn đó mọi người. Cũng là mệt cực luôn. À, cũng là một câu giảng nữa nè mọi người: mãi mãi là người học trò, chúng ta sẽ thấu hiểu mọi điều, mọi việc trên đời. Thì mình nghĩ là câu này là kiểu như là mình sẽ biết mình chưa là gì cả, mình sẽ cần phải học hỏi nhiều thứ nữa. Trên này cũng có một nơi để cho các sư tu tập. Mình sẽ tiếp tục đi lên. Không cần nhớ việc mình làm cho người khác, hãy nhớ mình việc người khác để làm cho mình. Đổi cách suy nghĩ như vậy, tự nhiên tâm sẽ hoan hỷ vui tươi. Quán chiếu đường cổng trời chắc là tới này mọi người, 50m nữa. Nơi thanh tịnh, du khách không chạy xe, đậu xe trong khuôn viên chùa. Bạn hãy nuôi dưỡng tâm cảm ơn, nhớ ơn, biết ơn, đền ơn, và đây là con đường dẫn đến kho báu. Kho báu thì có nghĩa là, theo mình nghĩ là chắc là sẽ được mọi người xung quanh quý trọng và biết nói lời cảm ơn, biết nói lời xin lỗi, sẽ giúp mình không bao giờ tự cao tự đại và biết nhận lỗi của mình rồi nghe. Không gì là tôi, không gì là của tôi. Mình nghĩ đây chắc là cậu này mình không biết đâu. Một lần tiếp xúc là mỗi lần, một lần hoàn toàn mới mẻ, không bao giờ lặp lại, trong sáng thảnh thơi. Ôi, rất là nhiều người luôn, mình rất là nhiều câu. Ủa, cái này cái ổi đó ta. Thức trong giây phút hiện tại, liền thấy được an vui. Một giờ ở đây là muôn giờ vạn về sau. Ngay khoảng cách này quyết định tất cả. Chắc là tới rồi đó mọi người. Cả quả đất, cả nhân loại, cả muôn loài đều gắn kết với nhau, với chúng ta cùng chung một thể. Cái tôi liên việt, riêng lẻ, hoàn toàn không có thật. Tâm cung kính, khiêm tốn và hài hòa là suối nguồn của công đức.
là tiếc, vì là mình vừa tới đây thì đã chiều xuống. Thì ở đây là cổng trời. Trước khi mình vô thì mình sẽ đọc cái bảng này trước. Thử nội quy thì Pháp Ống Sơn là nơi tu vĩnh lặng của các chư tăng. Cái này là nhắc nhở chúng ta. Trên này là cổng trời này mọi người. Thì mình nếu mình chụp thì mình sẽ chụp từ phía dưới lên. Hai bên thì sẽ có hai sư tử. Hai bên sẽ là hai chân chó và phía giữa là tượng Đức Phật đang ngồi, một cái đầu của Đức Phật. Bên này là trống, phía bên trong là sẽ có Đức Phật đang ngồi thiền. Thì mình nghĩ là buổi sáng thì các sư sẽ ngồi thiền ở phía này, phía trong nhà này là yên tĩnh và ấm cúng. Hôm nay mình đi thì không có khách tham quan nhiều. Mình vừa mới lễ Phật xong rồi mình mới quay lại cho mọi người xem. Thì phía bên kia là có một cái chuông bát nhã. Xuống để quay khung cảnh của cổng trời. Seven hours later.
Chào mọi người, bây giờ là 5 giờ sáng. Mình hộp tối, mình nghỉ ngơi ở phía trong này. Phía dưới kia là ánh đèn của các hành khách đi lên. Bây giờ mình sẽ đi lên cổng trời. Trời hơi là tối, chắc là mình sẽ tắt video để lên tới đó mình sẽ quay cho nó rõ hơn. Nãy giờ là mình đã quay để đón mặt trời lên. Mọi người lên sớm lắm, từ lúc 4 giờ sáng là đã có rất là đông người lên để chờ đón mặt trời. Mà bây giờ nếu mà mình quay mặt trời thì rất là tối, nên là mình sẽ lựa cái này cho nó sáng. Phía bên kia là sương mọi người, phía xe là sương. Chào mọi người, mình đang ở cổng trời Đà Lạt. Bây giờ là 6 giờ 30 phút. Mình đã quay video nãy giờ. Bây giờ mình sẽ đi xuống. Bây giờ là thưa khách rồi mọi người. Mọi người biết cái này là cái gì không? Khi mà mình bắt đầu đi xuống thì mình gặp cái này. Hôm qua mình không để ý là mình không có thấy. Chỗ này là khu tập tu mà từ phía dưới chỗ mình, lúc mà mình muốn xin sư ông lên là sẽ có phía bên tay phải đó mọi người. Hoa rất là thơm. Có hai cô chú đang chụp ảnh. Chuẩn bị ngược nắng, hơi tối rồi. Mặt trời lên cao. Không khí bây giờ mình thấy là nó lạnh hơn lúc sáng. Du khách cũng bắt đầu đi xuống lần. Nghĩ là chắc là chỗ này chỉ có đông khách vào sáng sớm và buổi chiều tối để đón bình minh và ngắm hoàng hôn. Còn lại thì mình thấy rất là thưa thớt. Không khí rất là trong lành.
mình vẫn chưa biết cái, mấy cái này là cái gì nữa. Đường này dốc, mọi người cẩn thận nha mọi người. Đường đi xuống. Nên thì mọi người không nên chen lấn. Chào mọi người. Bây giờ thì mình đã thay đồ xong. Mình sẽ đi tới chỗ mình gửi cái chứng minh thư của mình. Mình lái để mình đi về. Bây giờ là 7 giờ rồi nhưng mà thời tiết vẫn còn se lạnh. Có một anh kia đang chắc là chuẩn bị tưới cây. Dây rất là dài. Có một vị sư đang tưới nước. Mọi người thấy không? Ở phía trước mình kìa. Đi sư cô. Sư cô đang tưới nước. Có một bác đang hốt lá cây. Chào bác. Dạ, để con xuống dưới kia con ăn cũng được. Đường này là lúc tối mình đi ngồi thiền này mọi người. Rồi mình chỉ quay tới chỗ này thôi. Để mình xuống mình xin xong rồi mình đi lên. Thì mình vừa lấy chứng minh thư xong. Bây giờ mình sẽ quay sang phía cái đồi bông lúc nãy cho mọi người xem một xíu nữa. Đường này chắc là đường các sư tu tập nên là mình sẽ quay ở phía bên ngoài. À, cái chỗ phía trên kia mình quay xuống là chỗ này là ngồi thiền hành. Đúng rồi. Phía trước này mọi người. Đây là cái đồi bông lúc nãy mình chỉ mọi người. Cũng cảnh thật là hùng vĩ. Bây giờ mình sẽ đi xuống. Cái này gắn máy dẻ. Bác đang lượm rác. Dạ thưa bác con về. Chúc bác nhiều sức khỏe. Dạ. Rồi con lái được rồi. Con cảm ơn chú nha. Chúc chú sức khỏe. Dạ. Rồi này chắc là mình nghĩ mọi người chỉ lên check-in chỗ cổng trời thôi chứ không có đi qua phía máy phía bên này. Thì mình đã review tất cả các khu trừ khu mà ở phía dưới các sư ngồi thuyền thì mình không có vô được. Bây giờ mình sẽ đi thẳng xuống. Đường này là đường để đi lên thẳng lên cổng trời này mọi người. Đi một đường thẳng là sẽ đi thẳng lên đó luôn. Còn hôm qua là mình đi trước. Mình đi lên chỗ Đức Phật ngồi thiền trước. Chỗ đó là chánh điện.
kia là một cây bồ đề. Mày thấy không? Cây bồ đề lá tươi tốt, rất là tươi tốt luôn. Ồ, ngày hôm qua mình không để ý ta. Mình sẽ tới chỗ gửi xe, không biết là hôm qua nay thì tiền vé sẽ là bao nhiêu. Mọi người chờ mình nha. Dạ không, để con đi xuống dưới luôn à. Con gọi xe chưa? Dạ con có xe, con có xe. Xe con rồi. Cô ơi. Sáng chưa? Dạ chưa. Dạ thôi, để con xuống dưới con ăn luôn. Phía dưới này có bán cơm chay mà. Dạ. Con lái xe ạ. Đây là cô chủ quán. Tiền vé xe là 15 ngàn nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi xuống. Đây là xe của mình. Đã được 11 năm rồi. Sắp được 11 năm rồi. Ngay chỗ mình gửi xe thì có các nhóm phục thủ để check in cái nhóm của mình lên. Thấy rõ không? Rồi, mình bắt đầu đi xuống đây.